lại là ưu đãi 85% giá tem, từ 150 giảm còn 20.000 hỗ trợ dán từ đây cho tới ngày 1 tháng 5 2021, và chỉ có 10 bộ tem được áp dụng chứ không phải là bộ nào cũng áp dụng nha các bạn. Để biết chính xác cái tem nào áp dụng, các bạn cứ vào trang của Happy của mình nhắn tin vào, bên mình sẽ gửi 10 bộ tem chính xác cho các bạn chứ không phải là để nói tới nói lui. Còn những cái bộ tem khác không được giảm 85% sẽ được giảm 30% nha. Chào người trở lại với Happy Channel, Happy xin giới thiệu chương trình ưu đãi cho tem khủng nhất trong năm là từ đây cho tới hết ngày 1 tháng 5 năm 2021, các bạn mua một bộ phương phê bất kỳ sẽ được ưu đãi mua cái bộ tem đề can được ưu đãi tới 85%. Tem mà ưu đãi 85% nó chỉ có 10 bộ thôi, trong đó là bộ HTC Monster và bộ AGV Mix version 1. Thì để biết thêm chi tiết, các bạn inbox vào fanpage của bên mình sẽ được tư vấn đúng 10 bộ tem giảm là 85%, còn những bộ tem khác sẽ được giảm 30%, là những bộ tem giống như là HB4, bộ tem mới nè, là 200.000 sẽ được giảm còn 140.000, còn cái bộ tem như là HTC Monster này giá 150.000 sẽ được giảm còn 20.000 nha các bạn, khi các bạn mua chung nón nha, còn bạn mua tem lẻ thì không được giá này. Rồi, ở trên bàn mình đang là chiếc mũ ROG 05 phương phê 2 kính, giá ship tận nhà 957.000. Nếu từ đây tới ngày 1 tháng 5 các bạn mua cái bộ AGV Mix này nè, giá 150.000 chung với nón này, thì bộ tem này sẽ được giảm còn 20.000 và bên mình sẽ hỗ trợ dán luôn. Sau đây thì mình sẽ dán thực tế cho bạn coi cái bộ tem này nha các bạn. Dán lên thì bộ tem này nó sẽ khá là đơn giản, nhưng mà dán lên nó được rất là nhiều bạn yêu thích. Mình sẽ đúng vô đây. Rồi, ok. Lấy cái góc này, chủ yếu là các bạn vuốt nó đều thôi, như mình sẽ vuốt ở giữa nè, rồi mình lấy các góc xung quanh. Và cái đợt này là ưu đãi tem có thể là khủng nhất trong năm, các bạn thấy là ưu đãi tới 85% giá tem nè, và tem ưu đãi này vẫn được bảo hành bong tróc 3 tháng nha các bạn. Đó, và mình đều bán là bán nón mới, bán tem mới, chứ không phải là chuyện mà ưu đãi này là hàng nó tồn hay là hàng nó bị hư hay bị cái gì đó đâu, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm á. Ngày xưa giờ mình bán hàng nào là đúng hàng đó, còn như nãy mình nói là những cái bộ tem nào đang hot á thì nó sẽ được giảm 30%, lưu ý là tới ngày 1 tháng 5 2021 thôi, còn qua ngày đó thì giá mọi thứ sẽ trở lại bình thường giống như mình đang làm. Thì tem mua chung với mũ chỉ được giảm tối đa là 10% thôi, thì chỉ có trường hợp đặc biệt là bạn mua chung với cái mũ là Yuhi 981 hoặc mũ Yuhi 978 thôi thì mới được cái giá là giảm 50% giá tem. Đó, vuốt đều một cái ha các bạn. Tem thì hiện tại mình có thể dán được cho những cái mũ Yuhi 978 Plus nè, Yuhi 981 nè, ROG 05, ROG 01, Eagle E7, Royal 138B, thậm chí là cái mũ là 2F800. Tem này thì nó có tới mấy cái phối màu đó, ví dụ như là phối màu vàng, phối màu xanh, rồi màu xanh ngọc nữa. Nó có màu xanh là xanh chibi với xanh ngọc ha, tùy cái sở thích bạn sao. Thì bộ tem đề can dán lên mũ đen bóng hầu như nó không ảnh hưởng gì tới màu sơn của nó, chứ nó còn bảo vệ lớp sơn ở trong nữa. Xài thời gian chán á, thì lột ra thay bằng cái tem mới thôi các bạn, nó rất là dễ và rất là rẻ luôn á. Còn cái phương án tốt hơn là các bạn sơn thì nó sẽ tốt chi phí cao hơn. Mình thì mình nói hoài à, các bạn nào thích thì chơi, còn thích thì thôi cứ để nón zin á. Thậm chí là bạn xài thời gian á, cái nón zin của bạn á, dù bạn mua nón đen bóng nè, nó bị trầy, bị hư, nó bị xuống cấp cái màu á, thì các bạn qua mình dán tem thôi. Bạn mua nón shop mình sẽ được ưu đãi là 10% giá tem và được dán tem gọi là không có tính công dán, mình sẽ dán hỗ trợ luôn. Còn bạn mua nón ngoài thì mình không ưu đãi giá tem á. Tem này mình dán quen cho nên dán nó sẽ nhanh và dễ hơn ha. Còn bạn mua về tự dán thì nó sẽ tốn thời gian. Đơn giản là các bạn đâu có kinh nghiệm làm cái này đâu. Các bạn nào khéo tay thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn thôi. Còn dán không khéo thì có thể hư bỏ luôn bộ tem rất là ổn ha. Cơ bản mình dùng nhiệt mình hơi nóng là hai bên nó ok, nó vậy nè các bạn. Còn ở trên đây chủ yếu là cái vòng tròn này dán á, những cái này á, kinh nghiệm á, thì dán ịnh nó cái ở giữa vuốt ra bốn phương tám hướng như thế này nha các bạn. Đó, mảng càng lớn thì cứ bình tĩnh từ từ, cứ lấy ở giữa rồi vuốt ra các góc nó đều như thế này thôi ha. Tiếp theo là những cái vòng này thì dán ngoài các bạn thấy sao cho nó đều nó vừa là được ha. Mình thì mình ván dán cái này thường mình ước lượng là chính thôi, chứ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Tại những cái mảng này rất là nhỏ, chủ yếu là dán nhìn cho nó đều đều là nó đẹp, nhìn nó không có bị chướng mắt là được ha. Cái logo ROG trước này thì thường có một cái logo của AGV, nếu các bạn nào thích đó, thì sẽ dùng cái logo đó dán. Còn mình thì mình dán một cái này ha. Rồi, ok, như thế này mình dán đã xong rồi nha các bạn. Thì cái này dán để trình diễn cho nên nó sẽ hơi ẩu, còn dán chắc bạn sẽ kỹ càng hơn rất là nhiều ha. Mũ này là mũ hai kính nha. Đó, mình nhắc lại là ưu đãi 85% giá tem, từ 150.000 giảm còn 20.000 hỗ trợ dán.
từ đây cho tới ngày 1 tháng 5 2021, và chỉ có 10 bộ tem được áp dụng chứ không phải là bộ nào cũng áp dụng nha các bạn. Để biết chính xác cái tem nào áp dụng, các bạn cứ vào trang của Happy của mình, nhắn tin vào bên mình sẽ gửi 10 bộ tem chính xác cho các bạn, chứ không phải là để nó tới nó lui. Còn những cái bộ tem khác không được giảm 85% sẽ được giảm 30% nha. Cái này là chính sách là rõ ràng minh bạch, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Mình làm cái gì, mình nói cái gì, nó đều có ra hồn hết, chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó. Và yên tâm, tem vẫn được bảo hành mặc dù là giảm giá. Rồi, ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.